tất cả những chi tiết linh kiện đều là những vật quý hiếm, những đồ xa xỉ và giá trị. Quý khách chỉ cần có ý muốn, Kỳ Lân sẽ thực hiện ý tưởng và ý muốn đó thành sản phẩm hoàn thiện và hoàn hảo nhất. Và với nhu cầu của mình, với địa vị của mình, với sự sang trọng của mình thì chắc chắn mình sẽ không chọn những chiếc điện thoại phổ thông thông thường mà mình sẽ chọn chiếc điện thoại Bluetooth. Kỳ Lân trân trọng kính chào tất cả quý khách đến với Kỳ Lân Luxury, kỳlanluxury.com. Và hôm nay một chủ đề review sản phẩm, giới thiệu sản phẩm của Kỳ Lân Luxury đó chính là chiếc điện thoại Vertu Signature S bằng vàng nguyên khối, vàng 18K AU750. Thì như chúng ta đã biết rằng là Vertu là một trong những thương hiệu đứng đầu, đi top đầu của ngành điện thoại, về điện thoại xa xỉ bậc nhất. Thì không phải tự nhiên mà chiếc điện thoại này trở nên giá trị và mãi đến bây giờ. Bởi vì một chiếc điện thoại chuyên phục vụ cho nghe gọi, đồng thời là một sản phẩm trang sức, thời trang đi kèm cho những doanh nhân, những người thành đạt. Thì tất cả những cái cấu tạo nên chiếc điện thoại này là từ ngoài vào trong, tất cả những chi tiết linh kiện đều là những vật quý hiếm, những đồ xa xỉ và giá trị, toàn bộ được đúc bằng vàng nguyên khối. Và kính phím là bằng Sophia, chỗ phần nghe gọi đây, chỗ gốm đây gọi là gốm thoại thì cũng là bằng ceramic. Và ở dưới đây là phần da B. Và mỗi giá trị của sản phẩm sẽ khác nhau tùy thuộc vào option trên chiếc điện thoại. Ví dụ như đây là một chiếc điện thoại full vàng khối và chỉ có full vàng không có kim cương thì giá trị sẽ khác. Hoặc là y chang như thế này nhưng mà đến một viên kim cương giữa, viên kim cương chủ là Bali 3, viên kim cương vuông. Hoặc là y chang như vậy nhưng mà option nó thêm một cái viên kim cương ngay chỗ gốm thoại ngay đây nữa đây, đó thì giá sẽ khác. Đối với một chất liệu ceramic dinh hãng thì giá nó sẽ khác, đối với một chất liệu ceramic thường thì giá nó sẽ khác. Hoặc là bằng da B, nếu là da B chính hãng thì giá sẽ khác. Hoặc là da cá sấu. Đặc biệt ở đây Kỳ Lân có custom thêm một viên kim cương rất nhỏ, rất dễ thương và một điểm nhấn rất lớn. Tuy rất nhỏ nhưng mà điểm nhấn rất lớn, bởi vì khi chúng ta nghe gọi thường chúng ta cầm như thế này thì chính diện và đối diện chúng ta sẽ nhìn vào thấy và lấp lánh ngay chỗ này liền. Nhất là trong buổi tối, kim cương chiếu lên và ánh đèn chiếu vào, mọi người nhìn thấy rất là nét. Mời camera đi sát vào. Và cụ thể hơn, nếu như quý khách thích custom những mẫu lạ, độc quyền theo cầu, ví dụ như lúc trước Kỳ Lân đã từng làm cho một chiếc xe G63, khách hàng có xe G63 và Kỳ Lân thiết kế custom một chiếc điện thoại Bluetooth đầu tiên nó như thế này, thành một chiếc G63 AMG và phía trước kể cả phía sau luôn, và kể cả Bentley hoặc là Lexus hoặc là Lamborghini, Kỳ Lân cũng đã thiết kế những cái mẫu cho khách hàng rồi. Nói chung là tùy option của khách chọn thôi. Kỳ Lân là đơn vị chuyên vàng chế tác, chuyên custom, chuyên chế tác những sản phẩm độc quyền theo yêu cầu. Bất kỳ những gì liên quan đến nữ trang bằng vàng 18 kim cương thiên nhiên, Kỳ Lân sẽ thực hiện cho quý khách. Quý khách chỉ cần có ý muốn, Kỳ Lân sẽ thực hiện ý tưởng và ý muốn nó thành sản phẩm hoàn thiện và hoàn hảo nhất. Hoặc là ví dụ như phiên bản Kỳ Lân đang sử dụng đến toàn bộ kim cương thiên nhiên, kể cả phần đáy này thay vì ở đây là bằng da thì Kỳ Lân đã custom bằng vàng nguyên khối và đến full kim cương mặt trên. Không phải ngẫu nhiên, không phải tự nhiên mà điện thoại Vertu trở nên một thương hiệu hoành tráng nhất, đi đầu về ngành điện thoại giá trị xa xỉ. Bởi vì thứ nhất là chất liệu tạo nên sản phẩm, thứ hai là về độ bảo mật. Có nghĩa là như bây giờ chúng ta đã biết là xã hội bây giờ với công nghệ phát triển vượt bậc thì hầu như smartphone rất nhiều loại và rất nhiều công nghệ hiện đại phục vụ cho nhu cầu công việc cũng như là giải trí, và vì thế độ bảo mật an toàn sẽ bị kém đi. Định vị theo dõi, gọi video call, một ngày làm việc mệt mỏi, một ngày rất mệt mỏi, và hoặc là những cái công việc cần sự bảo mật riêng tư thì chúng ta nên cắt chiếc smartphone đi và chỉ cần cầm một chiếc điện thoại phổ thông thôi. Và với nhu cầu của mình, với địa vị của mình, với
sự sang trọng của mình thì chắc chắn mình sẽ không chọn những chiếc điện thoại phổ thông thông thường, mà mình sẽ chọn chiếc điện thoại Vertu. Nó là một chiếc điện thoại chuyên nghe gọi và đồng là nữ trang, phục vụ cho đẳng cấp bản thân cũng như là sự giá trị của mình, cho nên là được rất nhiều người tin chọn và dùng sản phẩm Vertu với chức năng chỉ chuyên nghe gọi. Và một cái điện thoại smartphone thì chúng ta vừa dùng nghe gọi vừa làm việc thì thời lượng pin nó sẽ bị giảm nhanh hơn, phải sạc thường xuyên. Vì vậy một cái điện thoại để phục vụ chuyên nghe gọi, để bảo mật, đang đi công việc riêng tư bị gọi video, yêu cầu gọi video rất phiền phức, hoặc là cài định vị bảo mật những cái vấn đề về tài khoản rất là nguy hiểm, nên mình cần một cái điện thoại như thế này. Và Kỳ đang để ý rằng là rất nhiều người sẽ dùng một chiếc iPad hoặc là một cái laptop để chuyên làm việc và hạn chế dùng những chiếc smartphone để bị phân tán thời gian, tức là bị tốn thời gian vào những cái clip, những cái thông tin nó vô bổ, mình không chủ động được, không làm chủ được, khi vút lướt thì sẽ bị vô tình cuốn vào những cái tin tức đó và làm mất thời gian rất nhiều. Mình không chủ động được thời gian, bị phân tán thời gian. Đó là lý do mọi người bắt đầu hạn chế dùng smartphone, chỉ để dùng làm việc khi cần thiết thôi, hoặc là khi cần thông tin thì tự chủ động làm. Còn một chiếc smartphone khi chúng ta nghe gọi, thì cầm bấm lướt lướt, thấy những cái tin giật gân là thế là lướt một chập mất 20 phút, 30 phút, 1 tiếng đồng hồ rất là nhanh trôi qua. Bởi vì Kỳ Lăng từng bị, khi mà Kỳ Lăng đang dùng một cái điện thoại giờ làm việc, giờ nghe gọi thì khi mà ai gọi đến xong bấm xong tắt thì sẽ thấy những cái tin này nọ, mình lướt mình rút mình xem, mất thời gian rất nhiều. Và từ đó Kỳ Lăng chỉ làm việc qua iPad và laptop, điện thoại chỉ để dùng chụp hình hoặc là khi cần thiết thông tin bắt cấp bách thì lấy ra mình xem. Còn một cái điện thoại chuyên nghe gọi vẫn là Vertu số 1. Rồi thì như chúng ta đã biết thì cấu tạo của nó toàn là những chi tiết xa xỉ, những chi tiết cao cấp, vàng 18, đá quý bên trong như là đá ruby, kính phím Sophia, gốm ceramic, rất nhiều chi tiết. Mà nếu như một trong những chi tiết nó không phải thôi, hoặc là một trong những chi tiết nó bình thường thôi, thì giá trị sản phẩm sẽ giảm xuống. Vì vậy giá trị của sản phẩm này mình phải kiểm tra đủ chất lượng. Có thể là có những sản phẩm y chang nhau nhưng mà giá rẻ hơn, nhưng mà chất lượng nó phải đúng như vậy không? Ví dụ như cụ thể đây, một sản phẩm bên ngoài là vàng hồng 14 thì giá trị nó đã khác rồi. Và bên Kỳ Lăng chỉ làm duy nhất một loại vàng thôi, đó là vàng 18K. Giám định không chưa đủ mà mình phải đi phân tích thành phần vàng, thì mình chỉ phân tích chính là phần tình thành của vàng thôi, vàng 75 nè. Nhưng mà thường Kỳ Lăng làm dư vàng 75, 76. Đây là kỹ nha. Đây là dành cho những cái trung tâm mà giám định này, phân tích này nè, là dành cho những cái cửa hàng vàng bạc đá quý, họ chuyên đi giám định vàng thô, vàng cục, vàng nấu á, để họ sử dụng. Thì chuyên dành cho giám định những cái cửa hàng như vậy. Mà nhưng mà Kỳ Lăng kỹ luôn, sản phẩm của mình cũng đi giám định như vậy luôn. Sau đó mình đi giám định tiếp bằng cái trung tâm này và một số trung tâm khác nữa. Trung tâm này thì họ sẽ giám định cụ thể là vàng gì, vàng 18. Còn cái chỗ này thì họ sẽ phân tích cho mình biết là vàng 18, nhưng mà 18 thì có thành phần gì, vàng bao nhiêu, đồng bao nhiêu, bạc nhiêu, kẽm nhiêu, niken nhiêu. Và một yếu tố nữa về chất lượng rồi. Ví dụ như là bề ngoài đó là vàng, và bên trong thì sao? Bên trong là có những chi tiết như là đá ruby nè, mặt kính phím nè. Đối với một cái sản phẩm đẳng cấp thì nó phải đẳng cấp từ trong ra ngoài, kể cả phần bo mạch, màn hình. Nhiều cái màn hình bị hư kính nè, hư màn hình họ sẽ tách kính ra và họ thay kính, Kỳ Lăng không làm. Một khi đã tách kính thay kính thì tình trạng bụi nó vô là chuyện bình thường, và Kỳ Lăng không làm gì đó. Nếu màn hình hư, không bao giờ mà lấy màn hình để tách kính thay vào. Và men bo mạch cũng vậy, thường thì khi chúng ta dùng thì chúng ta găm sạc vào nhiều, có nhiều người sử dụng á, đôi khi dùng chưa đúng cách, rút vô rồi rút ra, mà rút ra không rút thẳng mà nại nè, có nghĩa là nại như vậy nè. Khi chúng ta rút vào á thì rút thẳng như thế này, và khi chúng ta rút ra thì chỉ việc kéo ra thẳng thôi. Đấy, rút vào như thế này, và khi chúng ta rút ra thì chỉ việc giữ cái tay vào cái đây nè để mà giữ đà, lấy thế rút thẳng ra, đừng có nại. Và nhiều người chưa quen hoặc là nhiều người sạc dùm cái rút ra rút vô không chuẩn, rút vô xong rồi cái nại vậy nè, nại kéo ra thì vô tình nó gãy cái chân sạc. Kỳ Lăng chỉ thấy thử nghiệm và Kỳ Lăng
biết giữ đà sẽ không sao. Còn quý khách đừng thử như Kỳ Lân nha. Và gã nhân sạc thì phải thay, mà một khi thay rồi thì bắt buộc phải khò trong men, và khò thì nhiệt máy khò sẽ ảnh hưởng tới xung quanh, nó tản nhiệt xung quanh, và xung quanh thì nó có hai con IC hiển thị, và hai con IC hiển thị này có keo dưới nó bị xì ngay và chết con IC hiển thị. Còn nếu không bị chết và chết ngay và thay, bắt buộc phải thay còn hai con đó. Còn nếu như hên thì nó không chết, thay con đó đi thì dùng một thời gian nó cũng gấp ngáp chết à, nên là ảnh hưởng rất nhiều cái xung quanh. Và đôi khi họ khò xong, họ không kỹ, đối với một kỹ thuật không kỹ á, khò xong dùng xăng đúng như bằng chải chà thì cái bằng chải này chỉ duy nhất một cái điện thoại một bằng chải thôi, hoặc là dùng xong có gì vệ sinh thật là kỹ như thế nào, theo tiêu chuẩn như thế nào thì bằng chải mới sử dụng tiếp được. Bởi vì khi dùng cho những cái máy khác thì vô tình chà xăng rồi cái chì bi nhỏ xíu à, chì bi rất nhỏ lăn nó xen kẽ vào những cái chân của cái lông bằng chải, và chúng ta khi chà vào cái máy, cái bao mạch của sản phẩm này thì vô hình chung nó sẽ đi vào những ngóc ngách trong cái bao mạch đó, đến khi mà ráp lại dùng bình thường, có thể máy không hao nguồn bình thường xài về xài cái tự nhiên cái chì bi nó dao động, nó sẽ chạy vào những vị trí không mong muốn, dẫn đến tình trạng là chạm hao pin hao nguồn. Đó là như vậy, lỗi là như vậy. Cho nên là một cái điện thoại là Kỳ Lân chọn là tất cả bên trong là phải nguyên thủy, nguyên bản, nguyên zin 100%, nhưng nó phải kèm theo yếu tố nữa, đó là đẹp như mới xuất sắc. Còn cái cũ quắc Google mà nó zin thì cũng vậy, cũ mà zin thì nó cũng chất lượng nó có bị giảm rồi, nên nó phải tương đồng và đồng nhất với nhau. Đẹp là phải xuất sắc, zin là nguyên thủy, tất cả những tiêu chí của Kỳ Lân là như vậy. Cho nên nhiều khách hàng mua của Kỳ Lân quả là xa đồ của em mua đảm bảo quá vậy, bởi vì tiêu chí và tiêu chuẩn của Kỳ Lân nó phải rõ ràng, nguyên thủy, tất cả ruột, tất cả sản phẩm bên trong, tất cả bao mạch phải là nguyên thủy, nguyên bản, nguyên zin và chính hãng và xuất sắc về độ đẹp. Và Kỳ Lân mời chú khách sau khi có giấy giám định rồi, phân tích rồi thì mình sẽ trực tiếp soi bằng máy để chính mắt mình nhìn thấy, để mình tự tin tuyệt đối vào sản phẩm mình sử dụng. Về hộp kim cương thì Kỳ Lân cho tuyển chọn từng hộp. Về đồ sạch thì phải là đồ đẹp hết, không chọn kim cương hỗn tạp thì giá thành nó cũng đã khác rồi. Đội ngũ kỹ thuật cao cấp của Kỳ Lân nữa thì nên là cái giá trị đem lại cho chúng ta là sản phẩm chất lượng, có nghĩa là hộp, từng hộp nào ở đầu nái nó đều và nó đồng nhất với nhau về độ đẹp cũng như về kích thước, và tỷ lệ chia ổ hộp cũng đều chuẩn đẹp, và đặc biệt là cháu hộp cũng rất tròn và đều và giữ chặt ổ hộp không bị rớt hộp. Và bởi vì vậy theo tiêu chí đó, tiêu chuẩn đó, nên sản phẩm của Kỳ Lân hầu như tuyệt đối, gần như tuyệt đối là tỷ lệ rớt hộp bằng không. Đối với viên kim cương vuông cũng vậy. Ví dụ như một viên kim cương vuông thì mình sẽ chọn những viên mà đẹp nhất, có nghĩa là không bị bệnh, không bị than, không bị mẻ. Có nhiều viên kim cương vuông của khách hàng sử dụng đang thấy máy mua đâu không biết, vô coi soi hộp kim cương bị mẻ, mất, bị mít, và cháu giữ kim cương phải chuẩn, nó không bị rơ và lắc, và hộp kim cương phải đẹp như vậy thì giá trị đông khác. Bởi vì kim cương của khách đã biết rồi, mỗi hai hộp như nhau nhưng mà độ đẹp khác nhau một xíu thôi thì giá trị nó đã khác nhau rất nhiều. Về sự phân biệt pin cũng rất đơn giản. Trên tay Kỳ Lân đang cầm là một quả pin zin và một quả pin lô. Hai quả pin này chênh lệch giá trị hơn nhau và kém nhau rất nhiều. Pin zin thì giá cao hơn pin hãng, pin zin hãng thì giá cao hơn pin lô thường này rất là nhiều. Card visit của Kỳ Lân Luxury, logo, số điện thoại, website, đẳng cấp chính hãng, nguyên bản, nguyên zin, sưu tầm rất là gọn, nguyên một hộp như vậy rất là gọn, nguyên một hộp như vậy rất là gọn gàng, dễ thương. Một sản phẩm đẳng cấp đỉnh cao thì phải đi chung với hộp phụ kiện cũng phải là đẳng cấp. Một cái hộp cực kỳ sang trọng như thế này, bên ngoài được bọc bằng nhung cao cấp và biểu trưng logo composite của Kỳ Lân Luxury. Và khi chúng ta mở hộp ra sẽ thấy được tất cả những phụ kiện bên trong, như là củ sạc, pin, bao da, máy, dây cáp sạc và một cặp visit. Đẳng cấp chính hãng, nguyên bản, nguyên zin, sưu tầm, short life. Và đối với bao da thì quý khách không thích bao da kiểu này thì mình có thể chọn bao da kiểu khác, bao da sỏ, bao da ngang, bao da chính hãng của Vertu, bao da handmade bởi Kỳ Lân Luxury, da cá sấu độc bản, logo bằng vàng nguyên khối, và phiếu bảo hành của Kỳ Lân Luxury. Lời cảm ơn.
tên máy, email, máy email sườn, tình trạng máy và giá cả ngày mua. Rất là sang trọng, rất là đẳng cấp và tuyệt vời. Vâng, và như vậy video clip đến đây xin được phép kết thúc. Kỳ Lăng cảm ơn tất cả quý khách đã dành thời gian quý báu của mình để xem ủng hộ Kỳ Lăng Luxury. Kỳ Lăng chúc tất cả quý khách thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe và luôn thành công đồng hành cùng Kỳ Lăng Luxury. Và hãy ủng hộ Kỳ Lăng bằng cách subscribe đăng ký kênh YouTube này cũng như like theo dõi trang fanpage này để cập nhật nhiều video hấp dẫn mới nha. Nhiều video hấp dẫn về những sản phẩm đẳng cấp đỉnh cao trong thời gian sắp tới. Hãy truy cập trực tiếp vào website kylangluxury.com để xem những mẫu những sản phẩm mới của Kỳ Lăng. Và hãy gọi trực tiếp cho Kỳ Lăng nếu quý khách cần tư vấn về những sản phẩm đẳng cấp đỉnh cao 0901 247 247. Kết nối qua Zalo 0901 247 247. Đội ngũ của Kỳ Lăng Luxury sẽ hỗ trợ quý khách về những dòng sản phẩm đẳng cấp đỉnh cao này. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.